Hôm nay gia đình Sài Gòn đi ăn cơm gà quay tiêu nha các bạn. Gà đó ăn KFC nè. Đó, thấy cái nhà hàng phía sau không? Cái quán ăn ở phía sau không các bạn? Rồi, mời các bạn nè, ở khung cảnh nè. Khung cảnh ở gần chỗ nhà mình ở luôn nè. Các bạn thấy không? Rồi, mời các bạn vào ăn cơm với gia đình mình nha. Bên lên cơm mà đây thực đơn của quán này các bạn, hai ly Pepsi, hai ly Pepsi nữa. Đây là cái phiếu hỗ trợ này nghe các bạn. Nó kêu cả là mình tới mình lấy thức ăn thôi tại quầy nè. Đó, lấy thức ăn tại quầy đó nha các bạn. Thấy không, bây giờ nó kêu rồi nè, nó kêu bây giờ mình tới mình lấy đồ ăn nè. Rồi đây vợ mình tới lấy đồ ăn nha. Đây, và ta lấy đồ ăn đó. Wow, nhìn hấp dẫn không? Ba đĩa cơm gà quay tiêu nè. Wow, hấp dẫn không con? Đó, nhìn đĩa cơm gà quay tiêu của Ben nè. Ê, cho ba thêm cục gà nữa hả? À, để mẹ xé cho. Đừng. Cái đĩa cơm gà quay tiêu hấp dẫn không các bạn? Nhìn ngon không? À, quá ngon luôn phải không? Quá hấp dẫn luôn. Quá ngon, quá hấp dẫn luôn các bạn. Rồi mời lấy đĩa. Đây. Đây là nước tương này. Tương ớt tương cà. Bây giờ mình tương ớt tương cà mình sẽ bỏ vào cái món gà này đây. Rồi, mời các bạn ăn cùng với gia đình mình nha. Ngon không con? Ngon. Ngon hả? Ngon. Chứ bạn con hủ đổ này. Đây nè, gà này, nhìn hấp dẫn không? Nè, múc một xíu nước tương này, bỏ vào nè các bạn. Một xíu tương cà bỏ vào nè. Gà ngon quá, quá ngon luôn các bạn. Rất ngon luôn. Sẽ rồi, đĩa lại cho con này đi. Ừ. Rồi bà sẽ thôi. Đây, mời các bạn nha. Ngon không? Ngon. Ừ. Ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn đi con, ăn đi. Ba, em không được có đi ra nữa. Sao? Đi ra đó. À. Anh sao ra chơi đồ chơi nha. Đây, không gian bên ngoài quán đây nha các bạn, cho các bé chơi ăn uống nè. Đại tử mình nè, mình đạp mình che nè.